đang ở Barnes and Noble. Đây là cái tiệm sách rất là lớn, cái hệ thống tiệm sách lớn của Mỹ, nó ở nhiều nơi lắm. Nhưng cái tiệm nào của nó cũng bự vậy nè. Quý vị thấy xung quanh liên toàn sách không? Cả một trời sách. À, khi nào mình cảm thấy buồn bã hay là vui vẻ hay bất cứ một cái rảnh rang, mình đi vô đây giữa một đống sách thì cảm giác thích thú lắm. À, sách nhiều lắm. Ok, thì sẽ quay cảnh sách cho quý vị coi. À, nhiều sách ghê chưa? Đẹp không? Trời ơi, ai mà thích sách thì vô đây là cả một thiên đường. Thiên đường sách thì có cả một section parenting. Quý vị thấy chữ parenting không? Tức là sách dạy con đó. Đây là đồ chơi con nít. Còn trong đây là cái khu vực sách của con nít. Welcome kids. Thì cái chỗ này tạm là sách nít. Đây là cái khu vực sách nít. Cái chỗ của bà nó vẫn ngồi đó là cái chỗ là con nít đó tới, nó ngồi đó, nó nghe người lớn đọc sách, thì lâu lâu sẽ có một người tới đây đọc sách cho con nít nghe, đọc thơ hay là kể chuyện hay gì đó. Ai mà thích sách tới đây coi cho đã. Chỗ dạy vòng. What you doing? What you doing? Just playing with him. Are you having a good time? Yeah, because we're twins. Yeah? You guys are twins? That's so cute. You know us. I know. But we are human. We know each other, right? All human know each other, right? Where's your home? I know where your home is. On the earth. There's snuggles. Right? You know where my home is? I don't know. It's on the earth. Yeah, I remember we're on the earth. Yeah. Earth is our home. Huh? Know where my home is? Your home is on the earth. I know. Yeah. Be careful of Christmas time because the Grinch was still present. Oh. Are you ready for Christmas? Yeah. Good. What are you gonna do? Are you gonna hang your socks? Did you hang your socks? Already. Already? Yeah, already. Oh. And we're going to get candy inside there. Okay, cool. Okay. Cool. When we get back to camp. Well, happy Christmas and thanks for talking to me. That's scary. So, that doesn't go. Honestly, I don't think she's going to want to carry this, but I think it doesn't go. Only goes to a child goes. It's going to come. Quý vị thấy con nít Mỹ nó hồn nhiên, nó tự tin, nó dễ thương không? Nó nói chuyện với Liên không có e dè, không có rụt rè, không có e ngại gì hết trơn. Cái đó tất cả nó tới từ giáo dục nó xuất phát từ cái chuyện nó tôn trọng nít, người lớn. Họ không có đè nén, họ không có ép buộc, họ không có đàn áp con nít, họ không đe dọa nít, họ luôn luôn khuyến khích nhẹ nhàng. Thành ra là con nít Mỹ, những cái đứa mà nó được sinh ra lớn lên ở đây, đa số nó là tự tin như vậy. Rất ít đứa nào mà nó nhút nhát, nó rụt rè lắm quý vị. Ok, thành ra là Liên rất là thích đi lang thang nói chuyện với nước Mỹ, tại vì tụi nó cởi mở lắm. Chào hỏi mình, chào hỏi nó chào hỏi lại. Vui lắm. Ok, đây là chỗ trong tiệm sách, có cái chỗ cho người ta ngồi.
quý vị thấy trong tiệm sách nó có cái chỗ để ghế salon, người ta ngồi đọc sách sướng, đẹp quá trời. Hi, how you doing? Good, how are you? I'm good. Are you enjoying yourself? I am. You look comfortable. Very. Yeah, good for you. What are you doing? I'm talking to my friend. Oh. Yeah, in Vietnam. Oh, nice. Yeah, so be careful they see you. Hi. Hi. Have a good night. You too. Take care. Take care. À, ok. Và đây là cái chỗ nó bán đĩa nhạc. Thì mình đi vô đây mua nhạc. Mình cũng có thể nghe nhạc, nghe trước rồi mình mua sau. Thì đây rất là nhiều đĩa nhạc. Đây là cái để đi kiếm cái chỗ đi nghe thử. Lâu lắm rồi Liên không có vô tiệm Barnes & Noble. À, quý vị thấy mấy cái đĩa to này mà bây giờ nó vẫn còn bán. Tại vì rất nhiều người họ nghĩ là nghe cái đĩa này thì nó hay hơn là nghe cái đĩa kỹ thuật số. Ok. Đây là cái tiệm Barnes & Noble của Mỹ. Hồi xưa là Liên mê cái tiệm này lắm. Cái hồi còn đi học đại học là cứ vô tiệm này ngồi học bài. Đây là cái chỗ để nghe thử nhạc nè. Có thấy cái ô màu đen ở giữa không? Không phải. Không biết. Lâu lắm rồi không vô đây, giờ cũng biết nó làm gì. Ok, thôi mình đi ra. Quý vị có thấy cái khung này không? Cái khung này là nó để nó đánh, nó phát hiện ai mà ăn cắp đồ á thì đi ra khỏi khung này là nó kêu om sòm. Để coi Liên đi qua nó có kêu không? À, may quá nó kêu. Nó kêu mà. Nó mà kêu thì mình phải chứng minh là mình không ăn cắp gì hết. Okay. Cái tiệm này sách thôi, sách là cứ đi lang thang này, thang ngồi đây đọc sách, đọc cho đã rồi về, chẳng ai thắc mắc. Lâu trong cái tiệm này có những cái góc nó để cái ghế như vậy đó để mình ngồi đó đọc sách mà không ai làm phiền mình. Hi. Ok. Đây là những người họ ngồi trong tiệm họ đọc sách, họ nói chuyện với nhau dễ thương không, thật là bình yên. Ok. Quý vị phần nào đó thấy cái thế giới của Liên không? Liên là người chỉ thích đi lang thang một mình, không có thích giao du gì nhiều hết, cho nên Liên cũng giao tiếp không được giỏi cho lắm phải không? Thì là bây giờ Liên đi tới cái tiệm, cái chỗ để ngồi học bài. Quý vị thấy rất là nhiều bàn ghế. Ở đây là tiệm cà phê Starbucks, nó nằm trong cái tiệm này. Nó nằm trong cái tiệm sách Barnes & Noble. Mình có thể đặt cà phê uống rồi đọc sách ở đây, hoặc là mình ngồi học bài ở đây. Ok, thì nó chỉ có vậy thôi, nó cũng không có gì nhiều. Ok, hẹn quay xíu cho quý vị coi vậy thôi. Bây giờ mình xin chia tay quý vị ở đây ha. Cũng xin thông báo là chương trình Gia đình Hồn Nhiên đi rừng Nam Cát Tiên ở xuất phát ở Sài Gòn và đi rừng Cúc Phương xuất phát ở Hà Nội sẽ là chương trình đặc biệt mừng Happy New Year, tức là mừng năm mới 2019. Chương trình sẽ là 2 ngày, 31 tháng 12 2018 và 1 tháng 1 2019. Đây là chương trình rất đặc biệt và sẽ hết chỗ rất là nhanh. Cho nên quý vị nào mà thật sự rất là thích chương trình Gia đình Hồn Nhiên á, thì nhanh chóng mà đăng ký, không là hết chỗ nha. Thường lẽ là hay bị hết chỗ lắm. Ok. Gia đình Hồn Nhiên Happy New Year Special, tức là mừng năm mới 2019. Ở Hà Nội là rừng Cúc Phương, ở Sài Gòn là rừng Nam Cát Tiên. Thì sẽ là ngày 31 tháng 12 2018.
và 1/1/2019. Quý vị nào hiểu được cái giá trị của chương trình gia đình hồn nhiên là giáo dục đột phá, và quý vị đã từng nghe Liên nói nhiều về chương trình này thì xin hãy tận dụng cơ hội mà đăng ký thật mau, tại vì lễ rất là mau hết chỗ. Ok, quý vị có thể đăng ký bằng cách là lên trang nhà trần thị ái liên.vn, và đi xuống cái phần mà các khóa học á, thì quý vị click lên cái chữ gia đình hồn nhiên thì nó sẽ hiện lên cái trang dành riêng cho gia đình hồn nhiên. Thì trong đó quý vị có thể đọc chi tiết về nội dung chương trình, hoặc ý nghĩa chương trình, hoạt động chương trình, rồi quý vị có thể đăng ký trên cái trang đó luôn. Hoặc là quý vị có thể gọi hotline 0906667734 ha, 0906667734. Xin chào quý vị nha, bye bye.